bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua các tin chính đáng chú ý. Nga được cho là đã phát động một chiến dịch tiến công thần tốc vào thành trì chiến lược Bobrov của Ukraine giữa lúc căng thẳng giữa hai bên tiếp tục leo thang. Cụ thể, hãng truyền thông Newsweek đưa tin, các nhà chức trách quân sự Ukraine mới đây chia sẻ trên Telegram rằng quân đội Nga đang tiến quân với tốc độ nhanh ở thành phố Bobrov thuộc tỉnh Donetsk, miền đông nước này. Chính quyền Ukraine thừa nhận, mỗi ngày trôi qua, thời gian để người dân thu dọn đồ đạc cá nhân và di tản đến những vùng an toàn hơn ngày càng ít đi, đồng thời kêu gọi người dân trong thành phố sơ tán càng nhanh càng tốt. Ngày 15 tháng 8, Tổng thống Volodymyr Zelensky trong một bài đăng trên mạng xã hội X, trước đây là Twitter, cho hay các hướng phòng thủ chính của Ukraine hiện tại là Torres, Bobrov và một số nơi khác. Những khu vực này hiện đang phải đối mặt với các cuộc tấn công dữ dội nhất của Nga và đang nhận được sự tập trung phòng thủ tối đa. Các nguồn cung cấp ưu tiên, mọi thứ cần thiết đều đang được gửi đến những mặt trận này. Cùng ngày, chính quyền quân sự thành phố Bobrov của Ukraine cũng phát đi thông báo cho biết quân đội Nga chỉ còn cách ngoại ô thành phố khoảng 10 km, đồng thời yêu cầu người dân, đặc biệt là gia đình có người già và trẻ em, gấp rút sơ tán. Bobrov đóng vai trò huyết mạch, hậu cần cho Ukraine, là điểm trung chuyển quan trọng trên tuyến đường tiếp tế đến các tiền đồn khác do Ukraine kiểm soát. Nổi bật là Chasovia và Kostyantynivka. Trước khi chiến sự giữa Nga và Ukraine bùng nổ vào tháng 2 năm 2022, thành phố này là nơi sinh sống của khoảng 61.000 người. Sau khi chiến dịch ở Kharkov của Ukraine không đạt được kết quả như mong đợi, Nga đã chuyển hướng tập trung sang Bobrov, một thành phố chiến lược ở phía tây tỉnh Donetsk. Để tiến gần đến trung tâm hậu cần quan trọng này, lực lượng Nga được cho là đã phải huy động một lượng lớn nguồn lực và trang thiết bị quân sự. Ngay cả khi vùng lãnh thổ biên giới đang bị lực lượng đối phương đe dọa, quân đội Nga vẫn quyết không rút quân mà tiếp tục tiến về Bobrov. Ngày 6 tháng 8, Ukraine chính thức mở chiến dịch xuyên biên giới vào tỉnh Kerch của Nga và tuyên bố kiểm soát 82 khu định cư sau 10 ngày chiến đấu. Phía Nga không đưa ra bất kỳ bình luận nào về các thông tin trên, nhưng thường xuyên cập nhật tình hình ở Kerch và cho biết rằng lực lượng nước này đang dần đẩy lùi Ukraine ra khỏi lãnh thổ. Các thống kê của Moscow cũng cho thấy Kiev đang thiệt hại nặng nề do vụ đột kích với hàng nghìn binh sĩ thương vong và một số lượng lớn thiết bị quân sự như xe tăng, xe thiết giáp bị phá hủy. Thưa quý vị, không dừng lại ở Kursk, quân Ukraine còn đánh bung sang tỉnh Belgorod kế bên. Quân đội Nga không nao núng, tổ chức đánh chặn quyết liệt lực lượng Ukraine ở cả Belgorod lẫn Kursk, trong lúc vẫn duy trì thế tiến công ở miền đông Ukraine, thương vong gia tăng ở cả hai phía. Cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga đã mở rộng từ tỉnh Kursk sang cả tỉnh Belgorod cận kề. Chiến sự khốc liệt diễn ra ở Belgorod, trong lúc quân Ukraine tại Kursk bộc lộ nhiều dấu hiệu củng cố sự kiểm soát của họ đối với nơi này vào ngày 15 tháng 8 năm 2024. Chi tiết mới về giao tranh tại Belgorod được tiết lộ bởi các binh sĩ Ukraine bị thương tại đó và sơ tán qua biên giới về tỉnh Sumy của Ukraine. Trong khi ấy, vào ngày 15 tháng 8, Ukraine bổ nhiệm một viên chỉ huy quân sự mới để quản lý những khu vực mà Ukraine mới chiếm được bên trong tỉnh Kursk của Nga. Tâm lý lạc quan ở mức độ nhất định xuất hiện trong nhiều binh sĩ Ukraine tác chiến tại Kursk và trở về Sumy để lấy thêm nhiên liệu, lương thực trước khi trở lại các chốt bên kia biên giới trong lãnh thổ Nga. Trong khi đó, tại Belgorod, chiến sự thậm chí còn ác liệt hơn nhiều. Một nhóm binh sĩ Ukraine cho biết, sau nhiều tháng được triển khai sát dọc biên giới, họ đã được điều tiến vào đất Nga hôm 11 tháng 8 bằng xe thiết giáp. Khi nhóm trên vượt biên giới tại Kolotilovka, thì binh lính Nga đồn trú tại Belgorod dường như đã chuẩn bị sẵn sàng để nghênh chiến lính Ukraine, trái ngược với tình hình trước đó ở Kursk. Khu vực này được bảo vệ bằng chướng ngại vật răng rồng dùng để cản xe tăng và giải mìn dày đặc. Quân Ukraine bị tấn công dữ dội bằng pháo, UAV và bom trọng trường gần như ngay lập tức. Những người lính Ukraine kể lại, họ tiến được khoảng 9,6 km, chiếm những vị trí quân Nga bỏ lại, nhưng giao tranh vẫn khốc liệt. Nga pháo kích dồn dập khiến những quân nhân Ukraine còn sống sót phải ẩn nấp trong chiến hào Nga tại đó trong vài ngày liền, cho đến khi một xe thiết giáp tới sơ tán họ để cứu chữa vết thương vào đầu ngày 15 tháng 8. Quân Nga ở Belgorod có lẽ được đặt sẵn trong tình trạng báo động sau khi Kursk nằm kế cận bị Ukraine tấn công. Brady Afric, nhà phân tích nguồn mở tại Viện Doanh nghiệp Mỹ cho rằng sự cảnh giác của lực lượng Nga tại Belgorod có thể đã giúp họ kháng cự mãnh liệt hơn. Ukraine đã điều hai lữ đoàn đổ bộ đường không, lữ đoàn 82 và 95 tham chiến ở Kursk. Lính lữ đoàn 95 đã được chụp ảnh trên đường hành quân tới vùng chiến sự. Quân Nga đã phục kích và hạ một số quân nhân thuộc lữ đoàn 95 ở khu vực Kursk. Việc giới chỉ huy Ukraine sẵn sàng làm suy yếu thế phòng ngự của mình ở những nơi khác như các thị trấn Pokrov, Torres và Chasovia để củng cố cuộc tiến công vào Kursk cho thấy mức độ ưu tiên và mạo hiểm của họ lúc này.
chuyên gia viện nghiên cứu chính sách đối ngoại ở Philadelphia của Mỹ nhận định, việc Ukraine rút bớt các đơn vị khỏi các thị trấn Pokrov, Torez và Chasovia, nơi khó khăn nhất của tiền tuyến, cho thấy Ukraine đang không theo đuổi mục tiêu giới hạn trong chiến dịch đột kích vào Kursk. Sự kiện giới chức Ukraine thiết lập cơ quan hành chính quân sự ở những vùng mới chiếm được trong tỉnh Kursk của Nga, phản ánh ý đồ của Ukraine muốn hiện diện lâu dài tại tỉnh này, tất nhiên là khi quân Ukraine đủ sức giữ được lãnh thổ tại đây. Đã 10 ngày kể từ khi Ukraine tiến hành cuộc tấn công qua biên giới vào Nga, quân đội Ukraine vẫn trên đất Nga và tuyên bố đã mở rộng khu vực chiếm đóng lên 1.150 km vuông đất đai, kiểm soát 82 khu định cư. Quân đội Ukraine báo cáo đã chiếm đóng hơn 1.000 km vuông cách đây 4 ngày và báo cáo mới nhất là 1.150 km vuông. Điều đó có nghĩa rằng chỉ có 150 km vuông được chiếm thêm trong 4 ngày. Đây là một sự chậm lại đáng kể so với những ngày đầu tiên. Đánh giá về hiệu quả của cuộc đột kích, đây là bước tiến quân sự mạo hiểm lớn của ông Zelensky trong hơn 2 năm qua. Khi quân đội Ukraine tiến sâu hơn vào lãnh thổ Nga, mặt trận sẽ kéo dài hơn. Nếu sự mất kết nối giữa hỗ trợ hậu cần và lực lượng đột kích quá nghiêm trọng, họ có thể bị quân đội Nga cắt đứt đường rút lui và cũng có thể bị bao vây và tấn công tiêu diệt. Quân đội Ukraine thực hiện hành động chiến thuật hay chiến lược phụ thuộc vào mục tiêu mà họ muốn đạt được. Nếu mục tiêu là chiếm giữ một số đất đai và làng mạc của Nga, cải thiện tình hình chiến đấu, thì đó cùng lắm chỉ là một cuộc tấn công chiến thuật. Theo lối suy nghĩ của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, mục đích là tăng lợi thế thương lượng. Mục tiêu này mang tính chiến lược và là sự chuẩn bị cho bàn đàm phán. Phía Nga sẽ không đồng ý để ông Zelensky ngồi vào bàn đàm phán với con bài thương lượng là tỉnh Kursk. Ý tứ của Tổng thống Putin khi chỉ thị đánh đuổi quân Ukraine ra khỏi đất Nga là không cho phép Ukraine có con bài thương lượng này. Quân đội Ukraine lần này đã đột nhập thành công vào lãnh thổ Nga hàng chục km nhờ vào cuộc tấn công đột kích để đạt được hiệu quả khiến Nga không kịp trở tay. Thế nhưng chiêu này chỉ có thể sử dụng được một lần. Nga đã mất cảnh giác và những gì nước này đang làm hiện nay là đẩy lùi lực lượng Ukraine, đồng thời bù đắp những sơ hở trong phòng ngự của Kursk, bù đắp những thiếu sót ở khu vực Belgorod và Bryansk. Biên giới chung giữa các tỉnh Kursk, Belgorod, Bryansk với Ukraine dài hơn 800 km. Nếu Nga chỉ tập trung vào Kursk, cuối cùng rất có thể tập trung vào nơi này mà để mất chỗ khác. Điều Nga cần khẩn trương hoàn thiện là sự hoàn chỉnh của các lực lượng phòng ngự. Bộ Quốc phòng Nga ngày 15 tháng 8 đã công bố thành lập Ủy ban Điều phối An ninh quân sự khu vực biên giới, gồm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, người phụ trách cơ quan quản lý quân sự, đại diện Bộ Tổng tham mưu và người đứng đầu hành chính của ba tỉnh biên giới. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov đã nói rõ khi chủ trì cuộc họp đầu tiên rằng phạm vi trách nhiệm của Ủy ban bao trùm 3 tỉnh và nâng cao hiệu quả hỗ trợ quân đội. Quân đội Nga đang áp dụng một bản vá lớn và nó không chỉ dành cho trận chiến giành lại thị trấn Suza ở tỉnh Kursk. Điều này giải thích tại sao cho đến thời điểm hiện tại, quân đội Nga vẫn chưa bắt đầu ra tay dọn dẹp biên giới. Về tổng thể mà nói, đó là để ngăn chặn sự kiện tương tự xảy ra lần nữa. Ủy ban điều phối mới được thành lập sẽ thay đổi tình trạng chỉ có lực lượng biên phòng của Tổng cục An ninh Quốc gia và quân của Vệ binh Quốc gia Nga bảo vệ biên giới. Một trong những mục đích của cuộc tấn công Kursk của quân đội Ukraine ở mặt trận phía Bắc là nhằm giảm bớt áp lực lên chiến trường ở miền đông Ukraine. Tuy nhiên họ khó thực hiện được ý đồ này. Hiện tại tướng Gerasimov của Nga vẫn chưa bị buộc phải đưa lực lượng lui về phòng ngự. Lữ đoàn tấn công đường không số 80 của Ukraine đã công bố đoạn video ghi lại những giờ đầu tiên của chiến dịch đột kích vùng biên giới Kursk của Nga. Theo Pravda của Ukraine, lữ đoàn tấn công đường không số 80 đã chọc thủng tuyến phòng thủ của Nga ở Kursk, phá hủy một trạm kiểm soát biên giới và bắt giữ hơn 50 tù binh trong cuộc tấn công xuyên biên giới vào lãnh thổ nước láng giềng từ ngày 6 tháng 8. Trong thông điệp đăng tải trên Facebook ngày 16 tháng 8, lực lượng Ukraine viết, khi tiến đến trạm kiểm soát biên giới rút ra, các nhóm tấn công của lữ đoàn 80 đã nhận được sự yểm trợ của pháo binh và xe bọc thép hạng nặng, đối mặt với hỏa lực dữ dội từ pháo binh Ukraine và nhìn thấy xe tăng Ukraine ở trạm kiểm soát. Quân đội Nga đã đưa ra quyết định đúng đắn, họ giương cờ trắng đầu hàng lính Ukraine và cùng những binh sĩ bị thương tiến về biên giới Ukraine. Cùng ngày, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine AFO đã công bố báo cáo cập nhật tình hình chiến sự, cho biết đã có tổng cộng 144 cuộc giao tranh đã xảy ra ở khu vực tiền tuyến nước này trong 24 giờ qua. Theo các nhà chức trách, quân đội Nga đang tiến công dữ dội nhất ở cả ba mặt trận Pokrovsk, Torezk và Kurakhov, đông bắc Ukraine. Quân đội Ukraine thống kê chỉ trong 24 giờ qua ở mặt trận Pokrovsk, họ đã đẩy lùi 41 vụ tấn công của Nga gần các khu định cư Panteleimonivka, Vodivizhenka,
Sudha Banka, Kalinovke, Zelenepole, Votoreske, Mykolaivka, Novorodivka, Novozevslanye, Skoshne và Ptiche. Ở các vùng biên giới Cheniv và Sumy, đối phương vẫn duy trì sự hiện diện quân sự, tiến hành các vụ tập kích bằng súng cối và pháo binh vào các khu vực định cư của chúng ta từ lãnh thổ Nga, trích báo cáo Bộ Tổng tham mưu AFU. Trong một thông điệp mới đăng tải trên kênh Telegram, Sehi Dobryak, quan chức phụ trách quân sự của Pokrovsk cho hay, các lực lượng Moscow đã áp sát vào khu vực và hiện chỉ còn cách ngoại ô thành phố khoảng 10 km. Ông Dobryak kêu gọi người dân sống ở thành phố thuộc tỉnh Donetsk này, đặc biệt là các gia đình có trẻ em và người già, nên sơ tán khẩn cấp. Phần tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế của báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!